Đi này. Này, đi này. Bạn thấy này, đi này, đi cái đường vòng như vậy này. Bạn nhìn này. Đây là một kiểu loan khác. Bạn thấy không? Cái đường nó đi giống con rắn này. Chui này. Chui này. Chui này, đọc lại chơi này. Vậy nó giống kung phu chứ. Trời mưa luyện nó kung phu chứ đúng không? Mát. À, loan này. Loan đi này, đi chui này. Bạn thấy không? Này, đi cái đường chui này. Hey, xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Tinh Hoa Võ Thuật. Mình là Vinh Kung Phu. Theo yêu cầu một số bạn là chúng ta sẽ tập luyện lan kiếm trong bài hôm nay. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một số cách lan kiếm cho làm sao cho nó ảo và đẹp ha. Là đơn kiếm thôi, còn song kiếm thì mình sẽ lan ở clip khác. Trong clip này mình sẽ chỉ cho các bạn cách lan kiếm để bạn có thể biểu diễn nè. Để kiểu như là quay clip tự sướng ấy. Rồi mời các bạn nó xem. Kỹ thuật lan kiếm, đây là một cái kiếm đầy thanh kiếm à. Rồi để xem coi, nếu mà bạn nào mà mấy bạn á, mà bạn nào mà thích mua kiếm á, không biết mua kiếm ở đâu á, nếu mà bạn nhiều bình luận mà cảm giác là muốn mua kiếm ở đâu ấy, thì để mình sẽ nhập kiếm về bán cho các bạn nha. Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách. Rồi đây rút kiếm nè. Ghê. Đây là, và bạn biết là kiếm thì có nhiều loại ha. Cho quay phim này. Rồi kiếm thì có nhiều loại, và đây là trong kiếm trong võ cổ truyền Việt Nam ha. Còn kiếm của Wushu ấy nó khác, kiếm của các môn phái võ đang cái gì nó lại khác nhá. Đó, còn đây võ cổ truyền Việt Nam thì kiếm nó như thế này, mày nhớ nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách loan kiếm. Loan kiếm là cái gì? Loan kiếm là chúng ta đừng múa kiếm quay tròn như thế này, mình sẽ làm mẫu cho các bạn xem này. Đây là loan kiếm. Đây là loan căn bản số 8. Quay ngang này. Loan căn bản số 8. Rồi, mấy ông có để ý cái ngón tay này không? Một lưu ý khi mà chúng bạn sử dụng kiếm, đó là cái tay còn lại, cái tay không cầm kiếm á, thì bạn sẽ để như thế này. Và nhớ nhá, đây lưu ý quan trọng mà nhiều người quên á. Đây, hai ngón sát vào nhau, và mấy ngón, ba ngón kia, ngón cái và ngón áp út và ngón út ấy, khép chặt. Đây là tay sử dụng kiếm. Thủ cũng thế. Thủ kiếm là như vậy. Thủ cũng vậy ha. Rồi khi mà loan thì tay cũng vậy. Còn khi mà các bạn cầm đao á, thì bạn sẽ mở ra như vậy. Và nhớ nhá, đây là cầm đao, còn cầm kiếm là như vậy, tay còn lại, nhớ đó. Hồi xưa mình thấy có nhiều ông là nhiều võ sư luôn mà cầm lộn á, tay đang cầm đao mà tay này cầm đao mà tay này lại để vậy là không để ý, quên á ha. Không phải quên đâu, tại sao thì ông tự biết. Rồi bây giờ sẽ chỉ cho các bạn cái loan này. Khi mà loan kiếm thì bạn đưa này, nhớ là kiếm á là nó sẽ sắc hai mặt, bạn nhớ này, mặt này sắc, mặt này sắc này, cắt là cụt tay liền á. Đó, bạn thấy ghê không này. Đó, cụt luôn á, đó, ghê lắm, cho nên nguy hiểm, hai mặt này sắc. Bạn cẩn thận, loan cẩn thận. Này, rồi bắt đầu loan chậm, bạn đi đường số 8 như thế này. Rồi, rất là nhiều lưu ý bạn nhớ nhá. Rồi, lưu ý nữa, để loan cho nó mềm dẻo như vậy. Thì khi mà cầm kiếm, bạn cầm bằng cái hai ngón này thôi. Bạn nhớ này, hai ngón tay này, bạn nhớ này. Bạn cầm đây nhá, cầm hai ngón. Không cầm vầy, chém ấy, thì bạn cầm vầy. Chém này. Chém thì cầm chặt. Mà khi mà loan á thì bạn phải mở hết ba ngón kia lại. Này. 1 2 3 bạn mở ra thì nó mới lỏng được. Bạn xoay cái cổ tay này. Nhớ nhá này, bạn nhìn này. Mở này. Thì nó mới mềm được. Và nếu bạn cầm hết á thì nó cứng như vậy này. Cái kiếm nó sẽ khô, cái đường kiếm nó sẽ bị cứng như vậy. Này. Nó không có đẹp đúng không? Bạn nhớ nhá. Một nhìn nó căn bản nhưng mà nó cũng quan trọng lắm á ha. Loan này. Loan này. Loan này. Loan này. Loan. Loan. Loan, loan, nhớ chưa? Đó, một số lưu ý là cầm kiếm này, rồi tay còn lại này, rồi xoay cổ tay này. Rồi, bạn chú ý nha, xoay như vậy. Rồi, xoay rộng ra này. Xoay rộng này, là nó ôm hết người, bạn thấy này, ôm người này. Thấy không? Ôm sát vòng bên hông luôn này, bạn thấy không? Ôm sát này. Này.
Thôi, còn bình thường là loan vậy. Còn loan chui là chúng ta sẽ chui cái kiếm đảo. Nó sẽ ngầu hơn, đúng không? Nó sẽ ngầu hơn. Ngầu hơn, đúng không? Đó. Mà khi mà loan á thì bạn chắc chắn nó sẽ bị rất là đau ở cái chỗ này. Cái tay này ha, rất là mỏi và đau ha. Bạn ráng tập luyện. Bạn nào chưa có kiếm, bạn có thể làm kiếm gỗ. Ở nhà bạn lấy cái thước á, bạn làm kiếm gỗ. Ống nước và cái thước bằng gỗ ha. Rồi, bạn tập. Còn bạn nào muốn mua kiếm thì để mình xem coi tình hình sau này mình bán kiếm cho các bạn ha. Rồi, đó là một số cái cách lưu loan kiếm ha. Căn bản thôi để bạn lưu ý để loan kiếm làm sao cho đẹp nhất. Đẹp nhất có thể. Đó, rồi. Đó kỹ thuật loan kiếm hôm nay mình sẽ dừng tại đây. Và chúc bạn tập thật vui. Có gì thắc mắc bình luận phía dưới, mình sẽ sớm giải đáp. Và mình sẽ làm cho nhiều cái bí kíp về kiếm nhiều hơn. Loan rồi bay trên không chém làm sao, rồi quay bay các thứ nhiều lắm ha. Tạm biệt và hẹn gặp lại.